Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Bà con thân mến, ốm gà, một khâu rất quan trọng, góp phần quyết định đến năng suất và hiệu quả trong chăn nuôi gà. Thời gian 2 đến 3 tuần ốm đầu tiên sẽ quyết định 50% mức độ thành công của lứa nuôi, là giai đoạn gà phát triển các hệ thống nội quan trong cơ thể, tạo tiền để tăng trưởng và khai thác sau này. Về tiêu hóa, các cơ ruột, gan, lách, tuyến tụy phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu tiêu hóa thức ăn. Nhu cầu dinh dưỡng lớn, trong khi lượng thức ăn thu nhận lại ít. Vì vậy cần bổ sung các nguồn nguyên liệu dễ hấp thụ để gà phát triển các cơ quan tiêu hóa, cần kết hợp với các phương pháp giúp gà tập ăn sớm, tăng cường khả năng tiêu hóa. Về khung xương, các xương dày dày lên và phát triển, đảm bảo cho sự trao đổi và hấp thu khoáng chất sau này. Vì vậy cần bổ sung nguyên liệu, giúp tạo nền tảng cho gà phát triển khung xương ở các giai đoạn sau. Về điều hòa thân nhiệt, gà không có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể trong vòng 5 ngày đầu tiên, cho đến khi 2 tuần tuổi, hệ thống điều hòa thân nhiệt mới phát triển hoàn thiện. Vì vậy cần điều chỉnh nhiệt độ môi trường phù hợp theo từng ngày, từng tuần cho gà. Về miễn dịch, khi nở ra, gà con sẽ nhận được một lượng kháng thể mẹ truyền cho và sẽ giảm nhanh trong vòng 2 đến 3 tuần. Gà phát triển miễn dịch chủ động ngay khi tiếp xúc với kháng nguyên là vaccine hoặc mầm bệnh từ môi trường. Do đó trong giai đoạn ốm, gà con cần được làm vaccine theo khuyến cáo để có miễn dịch sớm và đầy đủ, sử dụng kháng sinh để phòng các bệnh nhiễm khuẩn do tiếp xúc với mầm bệnh từ môi trường. Ốm gà chính là biện pháp khoa học hiệu quả giúp gà có điều kiện sống phù hợp nhất và đảm bảo cho sự sinh trưởng phát triển sau này. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc ốm gà với nhiều dưỡng chất và công dụng khác nhau. Sản phẩm Chikin chính là giải pháp hoàn hảo cho gia cầm ốm, với các thành phần là các vitamin đơn tổng hợp như vitamin A, D3, E, C, K3, B2, B12, canxi, pantothenate, niacinamide, glucose, fructose, oligosaccharide. Khi sử dụng cho gia cầm ốm sẽ có những ưu điểm sau: giúp tăng cường tiêu hóa lòng đỏ, tăng sức đề kháng cho gia cầm, thủy cầm, bổ sung các vitamin, khoáng chất thiết yếu, giúp cân bằng dinh dưỡng cho vật nuôi non, giúp phòng và tăng sức đề kháng cho các bệnh tiêu chảy do E. coli, sưng phù đầu, viêm rốn, viêm ruột, bệnh hô hấp trên gà, vịt, ngan cút, bổ sung chất xơ tổng hợp cần thiết cho gia cầm non, kích thích nhu động ruột, hấp thu và tăng cường hoạt động đường tiêu hóa tốt về sau. Có tác động rất tốt cho giai đoạn ốm gà, vịt, ngan, cút. Nếu quý vị và bà con cần hỗ trợ hay tư vấn thêm thì có thể gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.